Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đúng rồi, lại mình chung ký ship ra đây. Ngày nay chúng ta lại tiếp tục với series Tom's Adventure. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sang map đại dương nha. Còn quay lại nốt cái đường xuống kia. Vì chiều lên khi đưa bay cao chân gian hôn. Mà này khó này. Thank you.
Dash. Vamos de novo, tudo bom, hein? Thank you.
Ui, 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 ui. Ui. Butch. Não é sal, né? Duvidar, né? Oh, vai. Wow. Mấy thằng này là sao nhỉ? Thank you.
Ui ôi. Đấy, sớm quý vị nhá, mình làm rơi điện thoại. Còn gì ơi, còn gì ức. Đúng rồi, mình rơi điện thoại nhưng mà cũng may là chưa vỡ màn hình. Còn gì ức nó làm rơi, rơi điện thoại nhưng mà nó làm rơi điện thoại nhưng mà cũng may là chưa vỡ màn hình. Bọn tôi mới biết là màn hình đã thay tay rồi nhưng mà quý vị biết là màn hình điện thoại mới thay từ một năm trước rồi. Mẹ nó chứ. Cái màn hình điện thoại mới thay được một năm trước nó là thật, cái màn hình điện thoại này vừa mới thay được một từ một năm trước. Nó bắn ra hết đạn rồi. Mua nó không phải mua. Mày mua cái gì đây? Ôi đi. Lên đi lên đi lên. Kéo lên. Tao. Mày cái thằng máy này nhanh lên cho cái thằng đi. Thằng sang về phía bên kia nào. Làm mẹ đi, mẹ làm mất thời gian của người ta. Yes.
vãi cả lon. Yay! Next, bro. Vãi cái bài này còn có cả gỗ cua. Vãi rồi. Ghê vậy, hại tôi hay sao? Ôi, ôi! Ôi 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 Thank you.
Ủa sao? Đây quạt không bật. Bật thì lạnh, không bật thì nóng và bật thì lạnh trời. Để nó nói thật quạt nha, không bật thì màu nóng và bật thì lạnh thề. Bật thì dừng cuộn xuống. Xem mà boss kia là đủ của nhà ra đi nhanh rồi. Vãi cả lòn bót là một nàng tin. Đối với nàng tin cả ra mấy ảnh xuống bể có đây đi xuống không? Không biết mình có đi xuống đó không? Ô vai. Con đã thắng rồi. Giờ cô ta lại hạ mình rồi. Tại mình cứ ghi là cô ta hạ một mình rồi nhưng mà. À lại cái game hành hạ cái con. À lại cái game hành hạ thằng hình nộm này. Hiện nay là còn đúng 2 map nữa thôi là phá đảo xong.
Vậy là chúng ta đã xong tập 6 của Tom Adventure rồi. Và hôm nay chúng ta chỉ còn 2 map nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái series này. Quý vị cùng chờ đón là tập 7 nhé. Và nếu như bạn nào thích cái video mình ngày hôm nay thì hãy cho một like, chia sẻ video. Và đừng quên nhấn nút subscribe để mình nha. Đây chính là động lực rất lớn giúp cho mình cái video tiếp theo này. Bây giờ video xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau. Thân ái, chào tạm biệt.